chúng tôi phải trải qua nhiều sóng gió, lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh vượng, lúc suy đồi. Cảnh được mùa mất giá luôn luôn thường trực trong tâm trí của mỗi người, thường trực đến nỗi chúng tôi không còn muốn để ý đến nó nữa. Chúng tôi, người nuôi tôm vì đam mê, người nuôi tôm để thỏa cơn nghiện, người nuôi tôm làm nên sự nghiệp giàu có và nổi tiếng, người thì nợ nần chồng chất, bế tắc không lối thoát, đến nỗi mỗi người nuôi tôm coi chuyện mắc nợ đã là chuyện rất bình thường. Bình thường đến nỗi như không có nợ. Rồi cuộc đời đến đâu thì đến, đất đai nhà cửa của mình, nhưng có khi đã và đang ở đâu, có khi vẫn còn của mình, nhưng sẽ không còn của mình nữa trong nay mai. Trận đại dịch vừa qua còn gây thảm hại hơn nữa với chúng tôi. Nó gần như một trận bão lũ quét sạch của cải người dân. Xót xa khi tôm mình không thuốc thang đầy đủ, khi tôm lớn mà bán đi cho, muốn bán không ai mua, nhìn tôm nhảy mà trào dâng nước mắt. Rồi bỗng nhiên niềm vui lại ùa đến, nghe đâu nới lỏng giãn cách, tôm bắt đầu lên giá. Người có tôm thì lòng vui hớn hở, người không có tôm thì tiếc nuối, nhưng lòng cũng vui mừng cho đồng nghiệp. Nó cũng là niềm an ủi, niềm hy vọng cho chính bản thân mình, niềm tin vào cuộc đời mình ngày mai may mắn hơn. Làm sao đây để thoát khỏi cảnh đau thương này? Mong sao trời ban cho chúng tôi có sự thông minh và may mắn. Làm sao có thể biết trước được một trận bão, một em Covid ập và kéo dài đến lúc này? Thay vì buồn chán cho số phận, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì niềm đam mê. Cầu mong trời ban cho chúng tôi có được sự thông minh, may mắn.